Ngày hôm nay, Đà Nẵng có thêm những bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi và cho ra viện. Trong sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục công bố 4 trường hợp mắc COVID-19 được xuất viện. Theo đó, 4 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện sáng nay đều ở Đà Nẵng, gồm các bệnh nhân 451, 454, 848 và 854. Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi ra viện thì 4 bệnh nhân sẽ được cách ly và theo dõi y tế tại nơi cư trú theo quy định.